Rồi, xin chào mừng anh em quay trở lại kênh. Hôm nay em xin giới thiệu con gà mã số 90 95 ạ. Thì con gà này thì anh em nhìn tổng thể của nó là đã phát triển đầy đủ hết rồi. Bởi vì nó được 9 tháng rồi, rất là cứng cáp. Và vẻ đẹp của nó thì rực rỡ hết rồi. Cục bông quần ở đuôi cũng cũng nở xòe rồi. Đó, anh em nhìn tổng thể có thể nhìn mình quay rất là chi tiết và cận cảnh. Mình lâu ra video là bởi vì đó mình thường thì mình luyện cái con gà cũng mất 1-2 tuần và mình phải quay đầy đủ chi tiết để cho anh em xem và thẩm định, kẻo tránh những tình trạng anh em mua lầm gà hoặc là không được xem kỹ con gà, đôi khi về thì nó lại bị những cái tật lỗi gì anh em không ưng á. Và cho nên mình muốn công khai và quay đầy đủ những cái gì nó thiếu sót hoặc là nó bị làm sao thì mình sẽ nói trên video. Còn chẳng hạn như trong lúc vận chuyển nó có bị xúc lông hoặc là mồng nó bị tím tái một chút thì đó là không điều điều không thể tránh khỏi được, mong anh em thông cảm. Và mình cũng cũng ít ra video là bởi vì mình phải luyện để luyện cho con gà này nó không phải dạn 100% được, tại vì mình cũng khá là nhiều gà, cho nên mình chỉ luyện được phần nào thôi. Phần khi anh em mua về thì có thể luyện thêm. Đó, gà của mình hiện tại thì rất là phát triển tốt, mồng đỏ, cánh xòe rực rỡ. Lâu cũng không ra video là bởi vì nhiều khi anh em đến tận nhà bắt á, cho nên không những con mà đã luyện dang dở nhiều khi không không kịp đăng lên đó. Đó, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân như vậy. Cho nên hơi chậm trễ, anh em thông cảm và bỏ qua. Vì luyện một con gà thì cũng khá là lâu. Có gà ép thì chắc khoảng tháng 2 tháng á. Có khi là 3 4 tháng luôn. Gà epic thì nó nhanh hơn. Nó khoảng 1-2 tuần, con nào lâu thì 3 tuần đó, còn đâu là cũng khá là nhanh. Nó con gà này được 9 tháng tuổi rồi đó. Anh em một số anh em bảo sao con quay gà nhưng mà không gáy, bởi vì anh em phải xem đến cái đoạn của nó gáy, tại vì những khúc đầu thường thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về con gà cho anh em biết để nắm rõ. Anh em nào không muốn muốn xem á thì có thể tua đi. Về nết của con gà này thì rất là tốt nha anh em. Cánh và túc mái thì phải nói là tuyệt vời. Đó, anh em xem và anh em thẩm định nha. Nết túc mái của nó rất là nhiệt tình nha. Rồi, video của mình bây giờ mình xin tạm dừng lời giới thiệu ở đây. Có gì anh em vừa nghe vừa thẩm định nhé. Nếu mình ưng thì liên hệ lại với số điện thoại mình có để trên màn hình đó. Điện thoại và Zalo. Đó, gì anh em ưng thì liên lại cho mình. Con gà nó gáy chỗ nó khoảng 5 phút là nó là từ đoạn 5 phút là nó sẽ gáy. Anh em nào không muốn nghe thì tua đến đoạn đấy luôn. Đó, hình thức thì mua gà thì cũng như mọi lần thôi. Anh em ưng thì điện thoại lại cho mình. Chốt giá, sau đó chuyển khoản rồi mình sẽ nhận được tài khoản thì mình sẽ gửi nhà xe. Rồi. Vậy, chúc anh em may mắn và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo.